Dạ, Nông Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đức Bức So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì em lên tiếp tục series một máy cưa xích các bác nhé. Đó, hôm nay thì em mới dọn rửa xong một con máy cưa xích Nhật bãi Shinawa. Hãng thì cực kỳ nổi tiếng rồi. Con này thì không cần phải bàn và lăn tan gì các bác nhé. Hãng này nổ thì cực kỳ bốc cũng như là khỏe luôn các bác. Hôm nay thì em lên cho các bác một máy này cực kỳ đẹp các bác nhá, bao zin nguyên bản 100%. Từ lam xích luôn, lam xích theo máy của nó luôn các bác nhá. Con này thì là nòng đứng này, tích hợp nòng đứng hai ốc lam. Đó, lên hai ốc lam cho các bác. Máy móc thì quá đẹp, còn đúng bơm xăng phụ ở đây luôn. Đó. Con này thì Shinawa 352. Mã số ký hiệu của nó đây các bác nhá. Đó, chuẩn nhập Made in Japan này. Đó. Đây các bác nhìn qua. Đây, để xoay gần này cho các bác xem qua. Đó. Mã số của nó là 4108437. Đó. Đó là mã số của cái máy. Và máy móc thì con này thì mặt tiền cũng như ngoại hình của nó thì cực kỳ đẹp các bác nhá. Đó, làm xích thì zin nguyên bản. Làm xích của nó theo máy là con này thì chắc được 45 phân, mặt cắt được 40 các bác nhá. Đó, làm nhông. Theo máy zin của nó là như thế nào thì em sẽ đăng lên em bán như thế. Sợi xích của nó thì ạ, mắt xích thì còn to bản nguyên các bác nhá. Đó, con này theo em đánh giá tình trạng nó rơi vào tầm khoảng 80% đấy các bác. Máy móc cực kỳ đẹp các bác nhá. Đó. Con này thì bao zin nguyên bản, nổ ngon lành luôn các bác. Máy móc thì em đã dọn nổ cũng như kiểm tra ngon lành rồi. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Đó, hãng cưa Shinawa phù hợp về cho các bác nào cắt khai thác hạng nhẹ cũng như là về cắt keo, cắt gỗ keo, gỗ tràm hoặc là những dòng cây mà vanh của nó thì tầm khoảng 20-30cm các bác nhé. Đó. Và hiện tại thì con này thì em bán với giá là 2.900.000. Giá đã bao gồm phí ship rồi các bác nhé. Và được tặng kèm phụ kiện. Hàng tới các bác cứ check hàng và kiểm tra hàng thoải mái. Đúng máy thì các bác nhận hàng. Đó. Các bác nào chốt thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929. Hoặc là có thể kết bạn qua Zalo cho em. Em cũng xài Zalo số đó luôn. Số điện thoại thì em đã để trên màn hình rồi các bác nhé. Các bác nhìn số điện thoại và cứ liên hệ trực tiếp với em. Các bác có thắc mắc cái gì thì cứ liên hệ cho em, em sẽ tư vấn nhiệt tình thêm. Đó. Vâng, thì bây giờ thì em sẽ test nổ con này luôn này cho các bác nghe qua tiếng máy của nó nhé. Hãng máy móc nổ còn cực kỳ luôn các bác nhá. Máy móc thì nổ ngon lành, em đã căn chỉnh kỹ càng rồi các bác nhá. Đó, về các bác chỉ yên tâm và sử dụng thôi. Này gang ti gang tiếc thì nổ thì còn ngon lành nguyên các bác nhá. Hãng cưa Shinawa này thì như các bác nào xài nhiều thì cũng biết hãng này được cực kỳ bền, cũng như là về máy móc thì nó nổ nghe cực kỳ sướng luôn các bác nhá. Đó, nó không bị ì ạch như mấy nhiều dòng cưa Nhật khác. Con này nổ vòng tua của nó thì cực kỳ khỏe luôn. Nòng của nó thì 40 ly các bác nhá. Nòng 40 ly rất là phù hợp về cho các bác nào khai thác hạng nhẹ cũng như là cắt gia đình, quá là phù hợp luôn. Đó, rồi các bác nào ưng ý là chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.